Xin chào các bạn, mình là Natalie. Chủ đề ngày hôm nay mình gửi đến các bạn là chủ đề về tình yêu ai đang đến với bạn. Rồi, à, bây giờ các bạn chọn tụ bài luôn nhé. Đây là các bạn tụ 1. Các bạn tụ 2. Rồi, các bạn tụ 3. Rồi, mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ một Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là ai đang đến với bạn à, Bây giờ mình sẽ xem về nguồn năng lượng của họ trước nhé Chúng ta có Firefly Đây là con, mình nhớ là con đơm đớm Rồi Peacock Wow Beaver à, Con gấu Wow, cái người mà đến với các bạn tụ một là một người mà họ cực kỳ có cái cái niềm tự hào về bản thân của họ vô cùng à, họ cũng có cũng là một người có cái ngoại hình cực kỳ cuốn hút nhé các bạn ngoại hình cuốn hút theo cách riêng của họ bởi vì bí á, là năng lượng của cái sự độc đáo ừ, tức là ở nơi họ có cái cái ngoại hình á, và cái cách họ giao tiếp với mọi người cũng như là cái thần thái phong cách họ tót ra thì các bạn sẽ thấy là cực kỳ riêng biệt à, độc đáo có cái gì đó nó cực kỳ cuốn hút và ấn tượng vô cùng à, chứ không nhất thiết phải là đẹp một cách kiêu xa à, phải là quá đẹp chẳng hạn nhưng mà cực kỳ cuốn hút đối tượng của các bạn tụ một có thể là nam có thể là nữ tùy theo à, các bạn đang xem bài và mình thấy được à, đây là một người mà các bạn thấy là à, họ cái tính cách của họ cũng là nó có cái gọi là sĩ diện hả cũng không, không hẳn là sĩ diện nhưng mà người ta là người mà có giá trị cao tức là họ biết cái giá trị của họ à, cho nên đó, bạn thấy cái phong cách họ nói chuyện với mọi người họ sẽ cực kỳ là có cái sự tôn trọng tôn trọng mọi người cũng như là và và cái điều mà họ tôn trọng mọi người á, cũng là cái mà họ đang chứng tỏ cái việc là họ rất tôn trọng bản thân của họ đây cũng là một người rất tài năng nhé các bạn và um, cái tính tính cách của họ cũng là một người cực kỳ có tính cách bảo vệ và yêu gia đình uh, yêu gia đình yêu bạn bè luôn um, ví dụ như họ có đồng nghiệp nè rồi bạn bè và người thân của họ thì đây cũng là một người có tính cách bảo vệ và không hẳn họ sẽ là cái người nói nhiều nhưng mà họ cũng có những cái sự hòa đồng bảo vệ người thân người thương của mình và đây cũng là một người có khả năng truyền động lực truyền lửa cho người khác ví dụ như bạn là người thân người yêu của họ hay bạn là đồng nghiệp tốt của họ bạn là bạn bè thì á họ cũng sẽ vô cùng có cái sự nhiệt tình ở bên cạnh bạn và cho bạn những lời khuyên mà bạn sẽ cảm thấy có động lực vô cùng, bạn cảm thấy là tràn đầy cái sự quan tâm, cái sự ấm áp, cái tâm lý vô cùng luôn. À, và đây là một người nếu như họ đã truyền động lực, truyền lửa cho bạn thì cực kỳ hiệu quả nhất các bạn. Tức là sau khi mà bạn nói chuyện với họ, thì bạn sẽ cảm thấy là bạn sự vui vẻ hơn, vui vẻ hơn, tỉnh táo hơn và cảm thấy mình là được tiếp thêm động lực, tiếp thêm năng lượng hơn rất là nhiều. Bởi vì đây là một người cực kỳ có cái sự thấu hiểu về tâm lý và cái năng lượng của họ là năng lượng của cái sự can đảm nữa cho nên um, can đảm năng động và chính cái nguồn năng lượng đó sẽ kéo các bạn lên và họ là cái người có tính cách bảo vệ mà cho nên khi mà bạn tiếp xúc với họ thì là bạn sẽ thấy cực kỳ là ấm áp nhé bạn sẽ thấy bạn được yêu thương ấm áp được chở che rất là nhiều à, nhưng có một điểm các bạn sẽ lưu ý ấy, tại vì đây là một người mà có cái niềm tự hào về bản thân, à họ người ta là người có giá trị á cho nên thành ra cũng sẽ là một người có tính tự ái cao. <laughs> Rồi. Bây giờ mình sẽ vào tarot để xem thêm ha, chi tiết thêm. người này cũng là một người mà có tính cách rất là chân thành với các bạn có những cái sự chân thành chân thật à, sẽ có những điều mà họ sẽ không có à, thuộc về thế giới riêng tư á thì kể cả là với người thân ruột thịt hay người yêu cũng có thể họ sẽ không nói đâu à, chỉ những điều nào nói ra mà có ý nghĩa tốt phải đem đến một giá trị tốt cho mọi người thì cái người này mới nói à, còn nói ra không để làm gì thì họ cũng sẽ không có chia sẻ quá nhiều nhưng tính cách thì chân thành các bạn có strength vào. Wow. Ừ, các bạn có phải pentacle. Ừ, các bạn có chết mình. The rõ có nhiều điều trái ngược ở nơi người này vô cùng các bạn có đều vu mình thấy được á cái nhân duyên mà để cho bạn và cái người này có cái sự gặp gỡ nhau á thì mình thấy nó có những cái sự bất ngờ thú vị có những cái tình cờ hai bạn gặp gỡ nhau tương tác với nhau vào những cái lúc mà bạn bạn hết sức bất ngờ á. kiểu như lúc đó các bạn không có à, tập trung đến cái việc là sẽ tìm kiếm người yêu chẳng hạn hoặc là các bạn lúc đó đang rất là tập trung vào trong cuộc sống, vào trong phát triển bản thân, à, hoặc là các bạn rất tập trung vào công việc, hoặc là các bạn rất tập trung vào vào một cái hành trình mới nào đó của bạn ấy. thì cái thời điểm đó tự nhiên bạn lại gặp cái người này cho nên có thể nói nhân duyên này của các bạn cũng là một món quà, một món quà từ vũ trụ, một món quà từ cuộc sống nó rất là tình cờ, nó mang cái yếu tố của à, định mệnh ở trong đây nữa, mang cái yếu tố gọi là đúng thời điểm mà các bạn à, phải gặp cái người đó kiểu như thời điểm đó à, khi mà hai bạn gặp nhau tức là hai bạn có đem đến cái giá trị có ý nghĩa cho nhau rất là nhiều cho nên mới gọi là mang cái yếu tố đúng thời điểm mang cái yếu tố định mệnh ừ. Ừ. rồi mình đang thấy cái người này có hai điểm cực kỳ trái ngược trong cái tính cách của họ sẽ có đôi lúc bạn thấy là họ có gì đó tuổi thân họ có gì đó nhạy cảm họ có gì đó yếu đuối, à, có gì đó là một người suy nghĩ cực kỳ sâu sắc, tinh tế, nội tâm, <laughs> à, rồi cũng là một người có lòng trắc ẩn cao, một người mà dễ có cái sự xúc động trước những mảnh đời mà các bạn thấy là à, đáng thương á, thì cái người này khi đó các bạn sẽ thấy họ có cái sự yếu mềm, à, có cái sự nhạy cảm, nhưng mà các bạn đừng vội à, làm chết luôn á, vì á. Đúng là họ cực kỳ có lòng trắc ẩn rất là cao Nhưng đây không phải là một người yếu đuối nhé các bạn Mà ngược lại vô cùng năng lượng The Chariot à, Đây lại là một cái người, là một chiến binh dũng mãnh à, Là một người có tính cách bảo vệ Là một người mà năng động xung trận rất là nhiều Là một người can đảm rất nhiều Một người hiểu rõ về bản thân của họ Hiểu về sức mạnh của họ, hiểu về các tài năng của họ Hiểu về các ưu khuyết điểm của họ À, họ cực kỳ tự tin vào trong cái bản lĩnh trí trí tuệ của họ và cũng là một người can đảm để mà làm những việc khó à, và tính cách lại vô cùng mạnh mẽ tính cách giống như một chiến binh à, tính cách của một vị anh hùng á kể cả họ là nam hay nữ nha à, cho nên à, các bạn đừng vội kết luận khi mà các bạn thấy có những cái thời khắc mà họ một mình cái thời khắc thấy gì đó à, họ tuổi thân nè nhạy cảm nè dễ xúc động nè nhưng đừng nghĩ là họ yếu đuối nhé đơn thuần đây là một người giàu tình cảm, một người có lòng trắc ẩn rất là cao, một người rất là sâu sắc, có những cái sự yêu thương rất lớn thì đúng là như vậy nhưng mà họ không có yếu đuối đâu, họ còn là một cái người mà mang cái tư tưởng rất là tiến bộ nhé các bạn hoặc là một người cực giỏi luôn, à, một người cực giỏi trong cái việc nắm bắt những cái cơ hội tốt, những cái cơ hội phát triển kiểu như đây là người thông minh nhanh nhạy, à, không những can đảm mà còn là một người rất là thông minh nhanh nhạy nữa và là một người tư tưởng tư tưởng rất là thoáng tư tưởng gọi là tư duy mở thoáng chứ không phải là một người có thành kiến định kiến hay là quá nguyên tắc luật lệ cứng nhắc ừ. à, và đây là một người mà sức mạnh bên trong của họ rất là lớn à, mình thấy người này tự ái cao nhé các bạn tại vì tự ái cao bởi vì người ta là một con người kiểu chính trực rồi chính trực thẳng thắn Um, đó các bạn một người chính trực thẳng thắn và một người rất là bản lĩnh tài năng cũng như là cái việc mà người ta trao đi sự chân thành á à, một người trao đi sự chân thành thì họ cũng sẽ là mong nhận lại Cái sự chân thành chân thật à, đó các bạn rồi mình thấy um, cái người này đến với các bạn tuần một nè là một cái nhân duyên có cái gì đó nó mang yếu tố của định mệnh của đúng thời điểm của một nhân duyên tuyệt vời à, và gọi là đánh thức nhiều thứ ở nơi hai bạn luôn đó. tức là làm cho hai bạn trưởng thành hơn hai bạn là phát triển về mặt nhận thức hơn rất là nhiều và hà và cái nhân duyên này của các bạn á, giống như là thúc đẩy các bạn phát triển lên rất nhiều luôn à, các bạn không có còn trói buộc bản thân của mình trong một hoàn cảnh, trong một kiến thức, à, trong một môi trường nào đó mà tư tưởng các bạn phát triển hơn nhiều trong cái nhân duyên này. Giống như á, cái nhân duyên này được gọi là đánh thức sự trưởng thành của các bạn và đánh thức tài năng của các bạn rất là nhiều, làm cho các bạn có gọi là mở rộng chân trời ra rất là nhiều. Ừ. Rồi, vô cùng tuyệt vời. Mình thấy um, có như thế nào chăng nữa thì đây là một nhân duyên mà các bạn sẽ rất là cần gửi cái sự biết ơn đến đó, bởi vì giúp cho cả hai bên có sự phát triển rất là nhiều. Thành thái Pentacle, wow, đây còn là một cái người cực kỳ chăm chỉ là một cái người mà cống hiến cho công việc sự nghiệp rất là nhiều. Một người mà khá là tôn tôn sùng cái công việc nhé các bạn. Cái người này họ cũng rất là quan trọng vật chất à, đối với họ phải có phương tiện vật chất thì mới có thể làm được nhiều việc mới có thể tạo ra được cái sự tự tin và cái sự an toàn cho bản thân cho mọi người à, và và khi mà có phương tiện vật chất đủ đầy à, phải vững phải chắc thì mới có thể là à, giúp muốn giúp ai thì mới có thể giúp được đó cho nên cái người này khá là tôn sùng cái cái công việc bạn gọi nghiện công việc cũng được nữa chứ mình thấy cái người này là tập trung vào trong công việc dữ lắm khá là khô khan á người này đảm bảo luôn với các bạn ấy, là một người khá là khô khan vụng về trong cái việc thể hiện tình cảm à, không biết cách nói chuyện để thể hiện sự yêu thương tình cảm ừ. cho nên đôi khi yêu thương nhiều mà cái cách họ thể hiện ấy, họ không biết cách thể hiện à, đây cũng là một cái người mà không có biết nói lời hoa mỹ nè <laughs> rất là kiểu như rất là chân thật luôn á The Magician, oh my god Các bạn tụi một gặp người rất là lý tưởng nha các bạn Các bạn đang thu hút một người lý tưởng vô cùng Một người tài năng vô cùng luôn Một người bản lĩnh vô cùng Một người được gọi là năng lực không giới hạn Và đây cũng là một người Một người mà họ có Cái cái con khỉ này là đại diện của Spirit guy á, Cũng là một người có tâm linh cao à, bạn thấy á, cái người này là một cái người về về thế giới 3D về phương tiện vật chất này nọ thì họ cũng là một người rất tức là một người rất thực tế nhưng cũng là một người rất tâm linh và các bạn thấy nè à, đây cũng là một cái người mà họ có họ tôn trọng nhiều người tức là họ cũng sẽ rất tôn trọng cái đồng nghiệp của họ tôn trọng người thân bà con dòng họ hàng xóm này nọ họ rất là tôn trọng à, wow các bạn tụ một quá được gọi là gặp gặp gỡ cái người này người này được gọi là cực phẩm luôn á vừa tài năng mà vừa có nhân cách đạo đức phẩm chất này nọ cực kỳ cao luôn nhé các bạn là một người mà cộng đồng phải nể á. cộng đồng ở đây là bạn bè người thân hàng xóm láng giềng bà con dòng họ à, cũng là một trong những phần rất quan trọng với cái người này người này sống vì cộng đồng rất là nhiều à, và mọi người nhìn vào họ người ta nể lắm nể vì cái sự cống hiến của họ nể vì cái sự nhiệt tình của họ ba gậy đây là một người mà có những cái sự tham vọng còn tham vọng nhiều lắm còn tham vọng nhiều lắm trên con đường công danh sự nghiệp của họ chém và các bạn có được xa trời ơi, tuyệt vời cái lá này hồi nãy nó có xuất hiện nè mà tại mình muốn sóc kỹ lên á vậy coi như cái lá này xuất hiện hai lần đó các bạn ừ, the star em chamberlain á mình thấy đây là một cái nhân duyên vô cùng tuyệt vời à, với các bạn tụ một tại vì á trong cái năng lượng tình yêu này thì mình thấy các bạn cũng là những người phát huy được toàn bộ sức mạnh của bạn, bạn cũng tỏa sáng thành một ngôi sao, có nghĩa là à, bạn ngày càng sẽ đẹp hơn và ngày càng bộc lộ được tài năng của bạn ra. À, trong cái nhân duyên này thì bạn cũng là ngày càng phát huy được sức mạnh của bản thân, bạn ngày càng tin tưởng vào bản thân của bạn và bạn ngày càng biết cách là thể hiện năng lực của bản thân cũng như bạn tự tin, tự tin để mà thể hiện bất kỳ điều gì ở nơi bản thân của các bạn á, không còn cái giai đoạn phải 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 che giấu bớt tài năng, không còn cái giai đoạn mình phải quá khiêm nhường, không còn cái giai đoạn là khi bạn muốn làm điều gì đó bạn sợ người này nói người kia nói chẳng hạn, không còn cái giai đoạn của cái sự e dè và đây là giai đoạn mà các bạn á không ngại thể hiện những cái sự khác biệt của bản thân không ngại thể hiện tài năng của mình đó cho nên trong cái năng lượng tình yêu này thì rõ ràng kéo các bạn lên rất nhiều kéo cả hai lên luôn bạn thì ngày càng là càng đẹp thực sự là bạn ngày càng đẹp bạn ngày càng là tỏa sáng như một ngôi sao vậy và trong mắt người này bạn vô cùng tỏa sáng luôn á bạn làm một cái một cái niềm một cái cái nguồn năng lượng lạc quan nguồn năng lượng hy vọng nguồn năng lượng tỏa sáng nguồn năng lượng mà đem đến cho họ một cái cảm giác á, nó rất là lạc quan, nó rất là tỏa sáng, nó rất là bình yên, nó rất là chữa lành Đó là là cái nguồn năng lượng mà bạn đem lại cho họ Và mình thấy được trong cái năng lượng tình yêu này là Cái cái năng lượng mà các bạn sẽ có được cái sự cân bằng tuyệt vời à, Có được sự cân bằng tuyệt vời á Không còn bị gọi là ở cái giai đoạn Người này phải chạy đuổi người kia hoặc là cái giai đoạn cảm xúc lúc lên lúc xuống á Không còn cái giai đoạn như vậy nữa à, Bạn sẽ không, trong cái năng lượng tình yêu này á có một cái cảm giác chữa lành và bình yên không phải là lúc mà chúng ta cảm xúc quá 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 cao hoặc là quá thấp không còn bị cái dao động cảm xúc như vậy rồi các bạn có ha never ending story các bạn có chớp vô his đây thanh bình hòa bình yên bình thanh thản nè chữ bị phe cân bằng wow các bạn có nhiều thông điệp rất là lặp lại có một số trường hợp các bạn tụ một thì các bạn có biết cái người này rồi bạn tương tác với họ rồi ấy. tại có never ending story nè tức là bạn có biết họ rồi à. trước đó mối quan hệ của các bạn có thể chưa có phát triển được như thế này thì ngày càng về sau thì mối quan hệ của các bạn sẽ ngày càng phát triển nhiều hơn à. và và những bạn khác trong tụ một thì có thể là các bạn sẽ sắp gặp cái người này rồi ha và trong cái năng lượng tình yêu này đem đến cho các bạn một cảm giác rất là yên bình và công bằng vô cùng và cái sự cái cân bằng ở đây này các bạn, nó còn là mang một cái ý nghĩa là các bạn các bạn sống được đúng là con người thật của bản thân á, đây trong cái năng lượng tình yêu này bạn được gọi là thể hiện đúng thật là bản thân của mình, không cần phải cố gắng điều gì, không cần phải che giấu điều gì, không cần phải biến thành một ai khác mà bạn rất là tự nhiên được sống đúng là con người thật của mình và tự nhiên mạnh dạng phát triển bản thân nữa. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tổ 1 nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tổ 2, mình để đây nha. Để đây đi. <laughs> Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là ai đang đến với bạn Rồi bây giờ mình sẽ xem về cái nguồn năng lượng của cái người đang đến với các bạn tù hai nha Tự nhiên cái, cái tấm hình này nó bị cong quá Các bạn có zero Con ngựa vàng Tấm hình cong nguy hiểm quá ta Để Mình mình đè nó xuống kỳ okay quá ok để vậy đi rồi các bạn có nightingale rồi các bạn có Squam wow ừ. ở đây á mình thấy được cái người mà đang đến với các bạn tụ hai à, kể cả cái người đó là nam hay nữ ha thì mình thấy họ đều có ngoại hình rất là ấn tượng nổi bật á mình khá là trao chuốt nhé các bạn À, không phải là quá bóng bẫy à, nhưng mà có cái gì đó cực kỳ gọn gàng gọn gàng sạch sẽ tươm tất thanh lịch lịch lãm rất là nhiều và cũng có những cái nét à, vô cùng đặc biệt và nếu như cái người này nè à, có tham dự những cái bữa tiệc tùng nào đó thì cái người này sẽ cực kỳ biết cách làm nổi bật bản thân lên rất là nhiều cho nên khi nhìn vào họ là bạn sẽ ấn tượng ấn tượng liền á nhưng mà không có dễ tiếp xúc ấn tượng là vì sao? Bởi vì bạn nhìn vô là bạn thấy cái người này có cái gì đó cực kỳ chuyên nghiệp trong cái việc thể hiện bề ngoài của bản thân đó, rất là chuyên nghiệp. Rồi nếu như họ muốn tạo ấn tượng á thì họ sẽ biết cách làm nổi bật bản thân, uhm, biết cách làm mà tăng, làm tô đậm thêm cái sự độc đáo của bản thân họ. À, đây cũng là một người mà họ có cái sự giao tiếp tốt, khéo léo nhưng chưa chắc là một cái người thích nói nhiều và chưa chắc là một người thích giao tiếp các bạn thấy nghịch lý không nhưng mà khi họ giao tiếp á, cực kỳ là khéo léo tinh tế thận trọng và thậm chí là có sự trao chuốt trao chuốt nhưng không bóng bẫy nha các bạn à, tức là họ không phải là một cái người mà quá ăn mặc trang điểm bóng bẩy nhưng mà các bạn sẽ thấy cực kỳ tươm tất luôn rất là tươm tất rất là hợp với cái phong cách của họ à, bạn sẽ thấy cực kỳ tinh tế luôn á rất tinh tế bạn sẽ ấn tượng liền luôn à, Và trong cái cách họ nói chuyện á Thì họ không phải là Họ không phải là cái người nói lời ngọt ngào Không phải là một người dẻo miệng à, Không phải là một người à, Cũng không phải là một người thích nói nhiều à, Nhưng mà nếu họ nói Thì là bạn sẽ thấy nhẹ nhàng Bạn sẽ thấy họ nói chuyện nhẹ nhàng Hài hòa, à, vui vẻ Và cực kỳ tế nhị Tinh tế, lịch sự Vô cùng luôn trong cái cách họ nói chuyện á bạn sẽ thấy là cực kỳ tôn trọng người khác vô cùng à, nhưng mà nói từng câu à, không hẳn là nói quá nhiều nhưng một khi nói là luôn sẽ có những cái nụ cười á những nụ cười nhẹ và cái cách nói chuyện cực kỳ tinh tế đó là cái cái phong cách của cái người này nè ừ. rồi đôi đôi khi là bạn thấy á, cái phong cách của họ um, họ không có khoe nhưng mà cái cách họ thể hiện khá là sang chảnh đấy ừ. khá là sang trọng á chảnh thành chất không đâu đó um, nhưng mà nếu như các bạn các bạn tinh tế hoặc là các bạn cũng có cái sự chuyên nghiệp trong cái cách thể hiện bản thân hoặc là các bạn chuyên nghiệp trong cái cách các bạn ăn mặc trang điểm này nọ thì bạn mới nhìn ra cái cái điểm tinh tế của họ tức là à, trang sức của họ chẳng hạn hoặc cách họ ăn mặc chẳng hạn thì nó nó khá là sang á các bạn đó là là cái phong cách của cái người này là như vậy à rồi tại sao mình nói ừ, đây là một người mình thấy nội tâm chứ không phải là một người hướng ngoại nha nếu như họ có cơ hội hướng ngoại tức là họ có cơ hội phải giao tiếp chẳng hạn phải giao tiếp phải tham dự cuộc họp à, thì bạn sẽ thấy là họ cũng chịu trò chuyện bắt chuyện và họ cười đó, họ cười lịch sự đàng hoàng lắm đó cho nên làm rất là vui vẻ nhưng mà lại không phải là cái người thích giao tiếp và hướng ngoại mà thậm chí họ còn là cái người cực kỳ hướng nội nhạy cảm sâu sắc à, đôi khi bạn sẽ thấy họ hơi buồn đó Um, um, là bởi vì cái người này là họ có cái nội tâm sâu sắc là một người hay soi chính bản thân của họ đây là một cái người họ không có soi mối người khác không có tùy tiện đánh giá phán xét người khác đâu nhé các bạn đây là một người cực kỳ tinh tế Đó, mà họ soi là họ soi họ thôi á. tức là họ rất là hay soi bản thân của họ họ cầu toàn nhưng họ không có áp dụng cái cầu toàn này cho người khác đối với bạn bè đồng nghiệp thì cứ là thoải mái thể hiện các bạn cứ thoải mái thể hiện các bạn thôi chứ đây không phải là một cái người tùy tiện đánh giá phán xét người khác đâu à, nhưng họ họ sẽ rất là nghiêm khắc với bản thân của họ họ cầu toàn với bản thân họ và họ phán xét đánh giá bản thân của họ dường như là 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 mỗi ngày luôn đó. giống như họ soi gương họ mỗi ngày soi gương họ mỗi ngày cho nên là họ đối diện với đứa trẻ bên trong của họ là mỗi ngày cho nên bạn thấy cái người này nội tâm chứ không phải là một người hướng ngoại rồi mình tiếp ha <laughs> mình sẽ vào tarot để lấy thêm chi tiết đây là một người mà họ cũng sẽ có những cái nguyên tắc lực lệ nhưng mà họ không có phải áp dụng nguyên tắc luật lệ này với mọi người tức là họ có áp dụng nguyên tắc luật lệ với bản thân và với cái người mà họ chọn là người yêu nhé các bạn à, với cái người mà họ chọn là người yêu là người vợ người chồng thì họ sẽ có áp dụng nguyên tắc luật lệ họ có có kiểm soát có kiểm soát có khó tính nhưng mà cái mức độ kiểm soát có như thế nào từ từ chúng ta xem thêm Nó cũng xuất phát từ chỗ nếu như mà họ yêu à, ai thì họ sẽ là quá thương đó Sẽ là rất là thương cho nên thích là họ thích kiểm soát để không để cho mọi chuyện nó không có phải là vượt ngoài cái cái tầm tay của họ. Wow, các bạn có 3 tiền. Wow. Đây là một người cực kỳ là cực kỳ đam mê vào trong cái công việc tập trung vào trong cái công việc một cách dữ dội luôn dường như um, kể cả là có người yêu luôn kể cả là họ đã có người yêu à, đã có, um, thì á bạn thấy um, thì bạn thấy là họ cũng sẽ là đa số tập trung vào trong công việc á và khi họ làm việc rồi thì họ họ đã bắt bắt tay vào công việc rồi thì họ rất là tập trung luôn Các bạn có ừ of Cups? Uhm. 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 <laughs> kỵ sĩ nước, rồi kỵ sĩ tiền. Uhm. Cái người này bên trong lòng của họ, họ là người nhạy cảm, tinh tế, à, cực kỳ yêu thích những cái môn nghệ thuật sáng tạo. À, và lâu lâu đó, khi họ buộc miệng nói ra thì bạn mới biết thôi. Tại bề ngoài cái phong cách khá là im im. Um, phong cách là không có nói nhiều về bản thân, um, rất là nội tâm luôn, không có nói nhiều về bản thân. cho nên nếu như bạn tinh tế, bạn lắng nghe kỹ, à, bạn quan sát nhiều, bạn để ý kỹ cái người này thì lâu lâu bạn sẽ thấy cái người này lâu lâu lỡ buộc miệng nói ra một vài câu nào đó thì bạn sẽ phát hiện ra, wow, thì ra cái người này cực kỳ là có sự hiểu biết rất nhiều về nghệ thuật, nghệ thuật chẳng hạn như là các à, âm nhạc nè, âm nhạc rồi các nhạc cụ. Ừ uhm. rồi các các bộ môn về nghệ thuật đó các bạn à, các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ thấy là họ có những cái hiểu biết rất là tinh tế luôn á ví dụ như họ nghe một cái dàn nhạc nào đó biểu diễn đi thì họ có thể đoán được là cái cái âm thanh đó người ta xử lý tốt hay không chẳng hạn có nghĩa là họ tinh tế tới cái mức độ như vậy luôn á cho nên cái người này là có những cái sự am hiểu về cái gọi là tâm lý cảm xúc ừ. Uhm nghệ thuật đó ừ, rất là nhiều nó rất khác với cái bề ngoài của họ bề ngoài kiểu im im <laughs> bề ngoài kiểu khó gần đó đúng rồi cái, cái từ khó gần là thấy đúng hơn bề ngoài kiểu khó gần và chẳng bao giờ mở miệng ra nói những gì liên quan đến nghệ thuật á thì nhiều khi các bạn chỉ cứ nghĩ rằng à cái người này chỉ biết về cái chuyên môn nghiệp vụ của họ mà thôi thậm chí bạn còn nghĩ họ khô khan nhưng thực sự ở đây là một cái người mà có tâm hồn lãng mạn rất là nhiều à, khó mà có thể xâm nhập vào trong cái nội tâm của họ lắm thậm chí khi bạn là người yêu của họ mình cũng không biết là bạn có xâm nhập được vào nội tâm của họ hay không nữa ừ. các bạn có ba gậy năm ừ. cốc có một số trường hợp các bạn có sự tương tác với nhau rồi nha à, một số trường hợp có sự tương tác với nhau ừ. để mình xem thêm một số trường hợp cũng có khoảng cách về địa lý Đó. nhưng không phải là tất cả nha các bạn tức là có một số trường hợp các bạn đã tương tác với nhau à, có những cái có sự tổn thương nữa, à, rồi có khoảng cách địa lý nữa, rồi, rồi à, có những trường hợp thì tương lai các bạn mới gặp cái người này. Tìm, các bạn nghe cái cách mình phân tích cái năng lượng của cái người này là các bạn đón được là bạn gặp họ rồi hay chưa? Ừ. Chúng ta có đều quan, có một số bạn có khoảng cách địa lý thậm chí hai quốc gia khác nhau luôn. Ừm, mm, wow, queen quan luôn. Faith, wow. Um, họ là những người có những cái sự độc đáo, nhưng mà năng lượng của các bạn thì không có kém. Ừ, các bạn cũng là những người có tài năng, có bản lĩnh, có sự độc lập, cũng là những người đứng trên đôi chân của mình, cũng là những người dựa vào bản thân của mình. À, các bạn cũng biết cách thể hiện bản thân à, và mình thấy các bạn cũng đang trên đường phát triển công việc sự nghiệp đang trên đường có những cái dày dựng, những cái danh tiếng uy tín à, cũng có những thành tựu và có những cái sự tỏa sáng cho nên là bạn cũng tuyệt vời à, cũng không kém gì cái người kia à, bạn với cái người này đã um, có một số trường hợp á, là các bạn tương tác với nhau hoặc là hoặc là đây là một cái nhân viên mà bạn sắp gặp ha thì thì ý là ý nghĩa trong cái nhân duyên này của các bạn có liên quan đến fate, tức là liên quan đến những cái bài học. Có nhiều những cái bài học của sự trưởng thành trong cái nhân duyên này của bạn. Nhiều những cái bài học mà giúp cho các bạn phát triển hơn rất là nhiều, lôi hết tài năng của các bạn ra. Tuyệt vời luôn á, cho nên là cái nhân duyên này mặc dù là mình thấy cũng sẽ có những lúc um, các bạn buồn, cũng sẽ có những lúc mà các bạn bị cảm xúc nhiều lo lắng nhiều suy nghĩ nhiều nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận được cái giá trị cái ý nghĩa mà cái nhân duyên này đưa đến bởi vì á đưa đến cho các bạn rất là nhiều những cái bài học rồi nhiều những cái bài học về sự trưởng thành nhiều những bài học về về cái niềm tin nữa niềm tin nữa ví dụ như các bạn có khoảng cách địa lý à, rồi thì à, các bạn có trao gửi niềm tin cho nhau à, được vững chắc được vững mạnh theo thời gian hay không đó có nhiều những cái bài học đưa đến nhưng mà mình thấy là mỗi bên các bạn đều có những cái sự phát triển hơn rất là nhiều à, và các bạn cũng hiểu được cái lòng kiên nhẫn đó, học được bài học kiên nhẫn nữa à, cho nên đó, đây cũng là một nhân duyên đầy ý nghĩa mà các bạn cũng là cũng xứng đáng để các bạn trân trọng và gửi cái sự biết ơn đến cái nhân duyên này các bạn có ê sức khoi ừ. Six up so sáu kiếm sáu kiếm bảy kiếm các bạn có bốn cốc mình thấy là trường hợp dành cho những bạn mà đã có cái sự tương tác rồi á À, có những cái sự à, mâu thuẫn, có những cái sự thử thách cho những bạn mà đã tương tác với nhau rồi, đối với những bạn mà đã gặp gỡ cái người này rồi á, thì đã có những cái sự thử thách à, ở đây với các bạn mình thấy các bạn đấu trí với nhau cũng nhiều á, tại vì các bạn đều bản lĩnh à, và các bạn đều là những người thông minh á. rồi, cho nên mình thấy là các bạn có đấu trí với nhau nhiều, tại vì các bạn cũng là những người đều có cá tính hết và có một điều á là bên này buồn bên kia cũng buồn tức là cái thời điểm bạn ngồi buồn lo lắng suy nghĩ thì bên kia cũng vậy cũng là ngồi buồn trong ngóng suy nghĩ y hệt như bạn luôn á y hệt như bạn luôn mình thấy các bạn đều có có những cái sự bướng bướng á vì có những cái bướng bướng giống như yêu thương thật nhiều dẫn lắm muốn làm hòa cả hai bên đều như vậy nhưng mà kiểu như um, kiểu như vẫn còn bướng bướng á nhưng mà mình thấy là các bạn sẽ có nhiều những cái cơ hội mới nha trong tình cảm của các bạn đó, đang phát triển theo cái hướng tích cực sáu kiếm mà à, đang có những cái cơ hội mới có cơ hội mới nè rồi đang phát triển theo cái hướng tích cực à, các bạn đang lựa chọn lựa chọn tập trung vào những điều tích cực mình thấy các bạn lựa chọn tập trung để làm cho mỗi bên các bạn có sự phát triển bản thân nữa kìa rồi mình thấy là các bạn tự tin vào bản thân hơn và các bạn là những người trở thành những người độc lập hơn trong cuộc sống nữa cho nên nhân viên này của các bạn mình thấy hay bởi vì các bạn đi qua nhiều cái cung bậc cảm xúc nhiều giai đoạn à, những giai đoạn yêu thương thật nhiều rồi những cái giai đoạn mà có sự thử thách từ môi trường rồi thử thách từ trong tính cách nữa à, tức là nhân viên này của các bạn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc rồi mình thấy sắp tới là sẽ có những cái cơ hội mới đến. Rồi chính bản thân của các bạn cũng đều là có những cái sự chuyển hóa đến từ bên trong nữa. Các bạn cũng là lựa chọn nhìn vào những cái điều tích cực chứ các bạn không có còn lựa chọn là tắm chìm vào trong những cái điều mà chúng ta chưa có thể giải quyết được á. Các bạn có The magician. Ừ. Rồi, rồi, các bạn có được Mason rồi, các bạn có 5 tiền, các bạn có được Moon. Ừ. Ở đây đó các bạn mặc dù là về cái cái khả năng giải quyết vấn đề đó, tức là bản lĩnh là có nhưng mà các bạn phải phải xem là thời điểm này có đủ điều kiện để cho nhân viên các bạn thuận lợi phát triển chưa nữa nhé, à, có nghĩa là sự nỗ lực của bản thân là có, bản lĩnh này nọ có hết nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần phải có cái việc là thuận theo cái tự nhiên nữa, tức là tự nhiên là đã đủ điều kiện để cho nhân viên phát triển chưa, hay là chưa đủ điều kiện thì cái giai đoạn mà chưa đủ điều kiện để cho nhân viên của các bạn phát triển đó, là giai đoạn mà chúng ta rèn luyện bản thân là giai đoạn mà chúng ta học những bài học để cho chúng ta trưởng thành. Đó, các bạn hãy nhìn những vấn đề là theo cái hướng như vậy và các bạn tận dụng cái khoảng thời gian mà nó còn khó khăn thử thách nhiều quá. À, tận dụng cái khoảng thời gian mà còn khó khăn thử thách thì chúng ta cứ tập trung vào công việc sự nghiệp để chúng ta có thể giải quyết được những sự thử thách của cuộc sống. Rồi chúng ta tận dụng cái khoảng thời gian thử thách đó để mà mình phát triển bản thân của mình nhiều hơn, mình trưởng thành hơn, à, mình trưởng thành hơn. Mình, mình cứng rắn hơn mình mạnh mẽ hơn đó cho nên à, cho nên các bạn đừng coi cái giai đoạn thử thách à, nó là cái giai đoạn thử thách mà nó đánh gục mình và các bạn hãy tận dụng cái giai đoạn đó để mà mình mạnh mẽ hơn và các bạn cũng xem cái giai đoạn thử thách đó để mà chúng ta test lẫn nhau test lẫn nhau có nghĩa là để xem là tình cảm của chúng ta dành cho nhau có đủ lớn không có đủ lớn để có thể vượt qua được cái giai đoạn thử thách không đó. cho nên mình thấy là các bạn vẫn còn à, cũng còn thử thách nha à, đang có những cái dấu hiệu là cơ hội mới đến rồi đang có những cái dấu hiệu các bạn phát triển bên trong đó, mạnh mẽ hơn và chủ động à, chủ động giải quyết vấn đề và chủ động nhìn vào cái điều tích cực điều tích cực của mọi mặt trong cuộc sống đó là đó là những cái khởi đầu rất là tốt rồi nhưng mà cái thử thách nó cũng còn nhiều chẳng hạn như thử thách liên quan đến công việc sự nghiệp tiền bạc này nọ thì không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có thể giải quyết được á. À, các bạn có New Line vào và Building Lock nè, New Lai nè. Đây là một cái dấu hiệu cực kỳ tốt cho các bạn á. À, là các bạn sẽ có cuộc sống mới rất là nhiều. Tức là cái giai đoạn, cái giai đoạn nói là giai đoạn thử thách thôi. Chứ mình thấy là cái giai đoạn Building Lock, tức là các bạn xây dựng á các bạn là xây dựng từng viên gạch để mà thành những cái tòa nhà cao tầng như thế này à, có nghĩa là giai đoạn vừa rồi là giai đoạn để cho các bạn xây dựng nhiều thứ thứ nhất là xây dựng công việc sự nghiệp tiền bạc rồi các bạn xây dựng cái sự trưởng thành của bản thân để trở thành những người trưởng thành rồi các bạn xây dựng cái cái nhận thức của của chúng ta để cho chúng ta là nhận thức cái cuộc sống nó khác đi cho nên thành ra là à, cuộc sống bây giờ của các bạn nó như là một cái cuộc sống mới cuộc sống mà bạn thấy vui hạnh phúc chứ bạn không có còn nhìn cuộc sống là nó bi quan tiêu cực nữa. Đó. Thì mình đang thấy là đang có những cái sự khởi đầu trở lại tốt, nhưng mình dùng dùng từ khởi đầu trở lại thì là mình thấy là đang có cái sự phát triển lên thì đúng hơn. Đó. Rồi, đang có những cái sự phát triển hơn về rất nhiều thứ ở nơi các bạn nhé, là về về bản thân, về cuộc sống rồi về tình yêu của các bạn nữa về cái mức độ hiểu nhau của các bạn và về cái cái việc mà các bạn giải quyết thử thách và giải quyết mâu thuẫn giữa hai bạn đó là đều đang có những cái sự phát triển lên từ từ. Ừ. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tuần 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. xin chào các bạn tù ba mình để đây nha chúng ta đang nói về chủ đề Tarot tình yêu là ai đang đến với bạn à, đầu tiên mình sẽ nói về mô tả cái nguồn năng lượng của họ trước à, các bạn có hot con diều hâu đúng không con diều hâu các bạn có phi con ong rồi wolf à, con sói đây là mô tả nguồn năng lượng của cái người đang đến với các bạn tụ ba nha À đây thì mình thấy á đây là một người mà có một cái tinh thần tự do tinh thần tự do rồi tinh thần độc lập vô cùng lớn vô cùng mạnh mẽ với cái người này nhé các bạn tinh thần tự do độc lập tinh thần giải phóng à, tinh thần làm chủ cuộc sống của họ cực kỳ cao à, Đây là một người đây là một người cũng có khả năng là quản lý lãnh đạo dẫn dắt đội nhóm luôn nhưng mà chưa hẳn cái điều đó họ thích làm đâu tức là một người có bản lĩnh làm lãnh đạo nhưng chưa chắc cái người là thích làm lãnh đạo nhưng mà à, có một cái điều cực kỳ quan trọng à, đó chính là họ họ dành toàn bộ cái quyền lãnh đạo cuộc đời của họ vào trong tay của họ họ sẽ không để cho bất kỳ người nào can thiệp vào à, tức là đây là một cái người cuộc sống của họ là họ tạo ra họ muốn sống một cuộc đời như thế nào là họ chọn và họ đấu tranh cho cái điều đó à, và thậm chí là đấu tranh một cách mạnh mẽ luôn không có để cho bất kỳ ai tác động được vào, kể cả là người thân, người thân ruột thịt, họ cũng sẽ không có để cho cái người đó là can thiệp vào cái đời sống riêng tư của họ, tức là họ muốn phát triển cuộc sống như thế nào, à, họ muốn tìm hiểu cái điều gì là là do họ quyết định hết và họ sẽ không có để người khác tác động, à, thậm chí nếu người khác tác động thì bạn sẽ thấy là họ có cái sự phản bác trở lại rất là thẳng rất là thẳng thắn bọc trực luôn ừ, họ tấn công ngược lại rất là thẳng thắn bọc trực à, và đây cũng sẽ là một cái người cực kỳ tôn trọng cái sự riêng tư của người khác tại vì họ là cái người mà có tinh thần tự do và giải phóng à, và đây là một cái người cực kỳ à, con ông chăm chỉ mà cực kỳ là siêng trong cái việc mà công việc sự nghiệp của họ họ có thể là làm việc rất nhiều nhiều giờ trong ngày hoặc là họ làm nhiều công việc cực kỳ là quan trọng cái việc họ xây dựng tiền bạc vật chất à, đây là một người mà có bản lĩnh để tạo nên một cái cuộc sống prosperity abundant có nghĩa là cực kỳ thịnh vượng sung túc giàu có đây là một người có bản lĩnh làm được cái điều đó à, và một người có tinh thần của Wolf sói là người có tính cách bảo vệ người đi đầu người dẫn dắt à, và cũng rất là nóng tính và rất là khôn ngoan nhé các bạn một người cực kỳ là khôn khéo thông minh à, người này trí tuệ rất là cao người này rất là thông minh linh hoạt à, vô cùng Có ừ. ai có thể là H họ tức là người người có chỉ số cảm xúc cao có thể đoán ý của người khác một cách nhanh nhạy à, nắm bắt người khác một cách rất là nhanh à, và đây là một người mà họ họ không có để lộ sơ hở tức là một người mà không có để lộ cái sự riêng tư của họ không có để lộ cái sự cái khuyết điểm của họ bạn không có nắm bắt được đâu tại vì đây là một người mà gọi là rất thông minh á ừ. rồi đây cũng sẽ là một người có tính cách bộc trực nóng tính cũng có ừ. nóng lên là lời nói hành động gì cũng gây sát thương lắm đấy <laughs> rồi đó là năng lượng của họ rồi bây giờ mình sẽ vào tarot ha để mình xem chi tiết the moon. Rồi. Mười tiền. Mười tiền. Tám cốc. Best of ones. Hai gậy cái người này đó các bạn là một có là một cái người mà cực kỳ có tài trong cái việc tạo dựng ra tiền bạc vật chất á. làm ra tiền rất là nhiều làm ra tiền rất là nhiều nhưng cái người này vẫn luôn thấy có cái gì đó nó chưa đủ nó thiếu không phải là họ thiếu về ham về phải ham về tiền bạc ừ. không có phải là như vậy tức là người bản lĩnh cực kỳ làm ra tiền cực kỳ nhiều nhưng mà à, cái người này bị á, cái thời điểm mà bạn biết về họ bạn hiểu về họ thì bạn sẽ thấy là họ bị dao động cảm xúc nhiều À, họ bị dao động cảm xúc nhiều có cái gì đó họ bị suy nghĩ nhiều có cái gì đó trong tinh thần của họ vẫn còn có cái sự hỗn loạn nào đó vẫn có cái cảm giác là thiếu sự an toàn bình yên nào đó mặc dù là họ lại là cực kỳ vững chắc trong cái việc tạo dựng ra tiền bạc cực giỏi luôn trong cái việc mà tạo dựng ra tiền bạc tiền rất là nhiều ừ, có thể là cái người này có tổn thương ở đứa trẻ bên trong à, tổn thương đứa trẻ bên trong người này đơn độc và cái người này luôn người này trọng tình cảm và cái người này luôn đi tìm những cái sự phát triển cao hơn, luôn đi tìm những cái sự phát triển cao về mặt tinh thần tâm linh, và tìm những cái sự phát triển cao vượt cái gọi là vật chất đó các bạn, là cái người này như thế thì cái người này mới có được phải tìm về cái cái giá trị của tinh thần tâm linh đó, thì cái người này mới có được cái cảm giác an toàn, mới có được cái cảm giác bình yên yên bình ở trong tâm của họ. Uhm cho nên cái người này là luôn đau đáo, luôn khắc khoải, luôn băn khoăn, à, có cái gì đó dao động cảm xúc rất là nhiều. À, đôi khi, đôi khi là bạn sẽ thấy cái người này rất là xa lạ, xa lạ ở chỗ là thấy họ như vậy mà không phải vậy, thấy tưởng chừng như mình hiểu được họ như thế mà là chưa hiểu được họ đâu. Đó, cái người này có cái nội tâm sâu sắc lắm và cái người này không có chia sẻ cái cái nội tâm sâu sắc cái bên trong của họ ra đâu nhé. À, bạn tinh tế thì bạn sẽ nắm bắt được ừ. Rồi Cái người này á Cái người này có nhiều những cái nghịch lý lắm các bạn Họ là người làm ra tiền cực giỏi Và cũng là một cái người nhìn xa trong rộng Có tầm nhìn, biết nắm bắt cơ hội à, Và cũng rất là song sáo, năng động Cực kỳ luôn Trong cái việc mà nắm bắt những cơ hội tốt Có cơ hội tốt là nắm bắt đấy Để mà tạo dựng ra được tiền bạc thật là nhiều à, Nhưng mà Tức là cái mặt đó là họ cực kỳ thông minh, linh hoạt, lanh lợi. À. Rồi họ cũng là suy nghĩ đến tìm những cái giá trị về tinh thần tâm linh. Cái giá trị ở bên trong cũng phải là cao ngang cái mức như vậy nữa. Và, và họ luôn luôn là tìm kiếm không ngừng. Lúc nào trong cái cái tâm tư, tình cảm, cảm xúc của họ cũng như vậy hết. Luôn luôn là tìm kiếm không ngừng. Và cứ tìm kiếm những cái giá trị cao rồi họ lại tiếp tục tìm kiếm những cái giá trị cao nữa à, có cái gì đó ở nơi họ nói? nó chưa có chưa có bình yên nó lạ kỳ ở chỗ đó à, nhưng mà đây cũng là một cái người cực kỳ trọng gia đình lúc nào trong lòng của họ họ cũng mong là có được một gia đình hạnh phúc à. cái mà ngôi nhà và những đứa trẻ là cái điều thiêng liêng là cái điều mà có ý nghĩa vô cùng lớn với cái người này. À, các bạn thấy mình phân tích một hồi là loạn luôn á, rối luôn á, tại vì cái rất là nhiều cái sự mâu thuẫn trong cái diễn biến tâm lý của họ. Thứ nhất họ rất trọng gia đình, luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc, à, có cha mẹ con cái, rồi và đặc biệt là nó phải cực kỳ sung túc về mặt vật chất nhé các bạn, cực kỳ quan trọng về mặt vật chất luôn và cũng là một cái người kiếm tiền thật nhiều luôn, bản lĩnh cực cao là một cái người mà cực kỳ có những cái sự song sáo những cái sự năng động cực kỳ trong cái việc nắm bắt à, cơ hội làm việc nhưng lại là một cái người mà tìm kiếm cái sự phát triển tâm linh cao đó phân tích một hồi là loạn luôn <laughs> khó hiểu cái người này lắm cái người này nếu mà kết hợp tất cả những cái lá trên đây nè thì bạn sẽ thấy là họ họ sẽ đi họ tìm hiểu cho bằng được cái gọi là vô cùng vô tận á, mình ví dụ như trong cái vũ trụ này thì họ sẽ họ sẽ mong muốn là tìm hiểu thật sâu sắc vũ trụ này hình thành như thế nào, bạn bằng hiểu được ý mình nói không đó, cho nên là cái người này là cái người muốn tìm hiểu mọi thứ vô cùng vô tận luôn á, wow, cho nên đôi khi các bạn cũng sẽ hơi mệt á. Nếu bạn là người yêu của họ thì bạn cũng sẽ hơi mệt bởi vì đôi khi bạn thấy họ lúc xa lúc gần. Đó, lúc sau đơn giản thuần khiết, lúc sau mà lại khó hiểu vậy. Đó. Phật trên các bạn có duyên, các bạn có nhau Các bạn có nhân duyên, có duyên nợ với nhau á. có bánh xe số phận có định mệnh rất là có duyên với nhau á king of wands wow cái người này hiện tại bây giờ thì họ đã có những cái sự thắng lợi trên cái con đường công danh sự nghiệp của họ nhé các bạn họ tạo dựng được hình ảnh bản thân tốt tạo dựng được cái uy tín cực kỳ cao tại nơi mà họ làm việc đấy à, cái vị trí ghế ngồi của họ cũng rất cao À, cũng có thể là người có bản lĩnh quản lý đội nhóm lãnh đạo Handman đó à, các bạn thấy nghịch lý thêm một cái nghịch lý nữa các bạn thấy không Đây là một cái ông vua gậy kế bên là Handman Handman là một cái người mà bạn thấy ở bên trong họ dường như là dừng lại tức là bên trong tâm hồn của họ là luôn cần cái sự dừng lại cái sự tĩnh lặng để họ có sự phát triển về mặt tâm linh tinh thần cao nè cho nên bên ngoài bạn thấy năng động bao nhiêu, tỏa sáng bấy nhiêu, bao nhiêu thì bên trong của họ là dường như dừng lại bấy nhiêu. Cái người này bạn tiếp xúc với họ đôi khi các bạn cũng sẽ khá là bối rối, đôi khi loạn luôn á. Giống như các bạn sẽ rất là thắc mắc, thấy có vẻ như là một người yêu vật chất, yêu tiền bạc, yêu vật chất mà không phải vậy. Rồi đôi khi các bạn thấy một người sao rất là tinh thần tâm linh, nhưng mà tại sao lại quyết liệt trong cái việc phát triển công việc sự nghiệp tạo dựng tiền bạc vật chất như vậy Nói cho nên đôi khi các bạn cũng sẽ rối luôn về cái người này nhưng bạn với họ là có nhân viên á có định mệnh á đây cái người này cái người này luôn là cảm thấy mình chưa có cân bằng được nhiều thứ cho nên họ vẫn tiếp tục cân bằng bên ngoài đôi khi các bạn sẽ thấy họ nói chuyện hài hước, vui vẻ, cười nói hòa đồng, ừ. nhưng mà các bạn thật sự là bên trong họ có sự dậy sóng đó. bên trong có sự dậy sóng bởi vì họ luôn có cảm giác là họ chưa cân bằng được tốt mọi thứ, à. họ vẫn còn cảm thấy nó khập khiển chứ chưa có cảm thấy được được cân bằng, được bình yên đâu, vẫn còn dậy sóng trong lòng họ nhiều. Wow, đây 8 tiền Năng lượng tiền rất là cao Cái này Kỵ sĩ Đấy. Trời ơi Đây là kỵ sĩ vậy Đấy Hết cup, Wow Magician Trời ơi, cái người này mâu thuẫn lắm các bạn ơi người này có thể là bề ngoài á bề ngoài hoặc tuổi tác sẽ không lớn lắm nhé à, có thể bằng hoặc nhỏ hơn các bạn ừ, hoặc cũng có thể là lớn hơn nhưng mà sẽ không lớn hơn nhiều đâu nhưng mà bề ngoài các bạn sẽ thấy là trẻ có có sự trẻ trung à, nhưng mà cái tâm hồn thì à, khá là trưởng thành và dặn à, The Magician à, là một cái người cực kỳ trưởng thành à, một cái người mà được gọi là từng trải luôn á có nhiều những cái sự trải nghiệm trong cuộc sống cho nên có thể nói là tâm hồn già hơn cái bề ngoài của họ rất là nhiều à, và trong tình trong tình cảm á, trong tình yêu với bạn thì cái người này là một cái người rất là thuần khiết à, bạn yên tâm á, là những cái tình cảm cảm xúc họ dành cho bạn thì bạn không cần phải suy nghĩ nhiều không có cần phải không cần phải lo lắng suy nghĩ nhiều đâu bởi vì những gì á cái người này á, họ họ không phải là một cái người dẻo miệng không phải là một cái người toan tính nên đó, những gì mà họ thể hiện với các bạn đó, đó là một cái tình yêu nó rất là hồn nhiên, thuần khiết. À, đó các bạn, nó có cái gì đó nó rất là thuần khiết luôn á. nói các bạn thấy đây là một cái người mà đam mê về trong công việc, đam mê trong công việc tạo dựng tiền bạc, là một người chuyên môn giỏi nhé các bạn. có một cái sự say mê trong cái công việc của họ, hoặc đơn thuần cái công việc của họ là cái công việc mà hữu ích quá giúp cho họ kiếm được nhiều tiền á cho nên thành ra là họ họ rất là nghiêm túc tập trung vào trong công việc ừ. có nghĩa là trong công việc á trong cuộc sống dài dặn bao nhiêu á thì trong tình yêu là non trẻ là ngây thơ chất phát hiền lành à, thuần khiết bấy nhiêu quá nhiều thứ nghịch lý ở nơi cái người này <laughs> trời ơi The Sun đó nha qua wow, cái người này ừ, trong tình yêu với các bạn thì có cái sự thuần khiết vô cùng Wow, năng lượng tình yêu của âm Rồi Chúng ta tiếp nè Wow, go the distance Rồi, các bạn có bài the book Wow, tình cảm của các bạn tụ ba Sẽ là rất tuyệt vời luôn á à, Chỉ cần là các bạn đừng có suy nghĩ quá nhiều Về những sự mâu thuẫn của cái người này á Tức là các bạn đừng có nặng lòng để tâm nhiều đến cái sự mâu thuẫn của người này tức là nhiều khi các bạn thấy lúc thì khô khan lúc thì hiền lành chất phát thật thà rồi lúc các bạn thấy là một cái người lúc xa lúc gần á lúc thì dễ thương cũng ngọt ngào nhưng mà lúc đó thì nhiều khi cũng cọc lóc đó là các bạn chỉ cần các bạn đừng có để tâm đến cái sự mâu thuẫn này rồi đôi khi các bạn thấy là tại sao mọi chuyện là có nhiều những cái sự thành công nhưng mà đôi khi các bạn lại thấy họ suy nghĩ nhiều và họ bối rối là bởi vì á trong cái nội tâm của cái người này họ chưa có cân bằng được họ chưa có cân bằng được tốt à, và và bạn cứ để cho họ tự nhiên như vậy không sao hết á. cứ để cho họ phát triển một cách bình thường tự nhiên à, bởi vì đây là một cái người bản lĩnh rất cao mà các bạn đồ magician mà là một cái người mà người ta hiểu bản thân của người ta như thế nào họ rất là rõ ràng hiểu bản lĩnh tài năng cao cho cho cuộc đời của họ cho nên là các bạn cũng không cần phải là lo lắng quá nhiều các bạn cứ tập trung vào bản thân của các bạn thôi bởi vì cái người này á là mang cái cái trái tim cái tình yêu thương rất là thuần khiết đến với các bạn cho nên các bạn không cần phải suy nghĩ gì nhiều hết. Mình thấy là cái năng lượng tình yêu này của các bạn sẽ tiến xa, sẽ tiến xa với nhau, sẽ có sự phát triển, sẽ có sự tiếp nối, sẽ có sự tiếp diễn trong cái năng lượng tình yêu này. Và cái cái sự thể hiện tình yêu ra với nhau sẽ càng ngày càng rõ ràng nhé các bạn. Cho nên là các bạn sẽ còn tiến xa với nhau đấy. <laughs> và mọi chuyện á nó sẽ ngày càng rõ ràng à, và thật sự cái người này ý là họ nói là họ đang ứng xử với các bạn là rõ ràng rồi á tại vì nếu như các bạn thấy có cái sự mâu thuẫn nào là do cái tính cách của họ như vậy mà thôi đó rồi mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụi ba nhé cảm ơn các bạn rất nhiều